Xin chào cả nhà nha. Em Quang này tiếp tục lên sóng nè. Em gửi chúc sức khỏe tất cả các quý khách đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con em lo đàn ha, để 100V 10W. Con này xuất Nhật ha. Ngoại hình đẹp, máy móc là nguyên zin, dây điện là dày bự dài ha, chắc tầm 3m, 2m, 3m nha. Nó chỉ sức mẻ chỗ này chút xíu ha. Cái con này là ta kêu lo đàn, tức là lấy đàn guitar hay đàn gì, hay đàn gì nó thọt ở đây là đờn á, ra âm thanh. Còn giờ mình không có đàn thì mình chế Bluetooth đi ha. Em thấy mấy trên mạng hay mấy anh thợ chế Bluetooth tầm 100.000 hay nhiêu á, chế cái bộ Bluetooth trong đây nè, rồi mình lấy điện thoại mình bấm ha, là nghe ầm ầm luôn nha. Rồi con này em sẽ test cho quý khách xem ha, lên nguồn ok, bình thường nguyên zin nha, ampli gì nè ha. Em sẽ test cái mic đi. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Ai chép bát coi coi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Nghe rõ trả lời. Alo, alo, ai thương tình hãy mua giùm cho em xin cảm ơn. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Ok nha quý khách. Quý khách, cô chú, anh chị em nào có mua ủng hộ em nha. Em bán qua các trang Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua nha. Xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt.